thể hứa bên nhau chẳng khi nào rời xa. Dù là nhiều lúc sóng gió hay khi thất vọng, niềm tin luôn vững trong tim rồi ta sẽ vượt qua. Xin tình yêu Thiên Chúa ở cùng với chúng con hôm nay và mãi mãi. Ngày ta hạnh phúc tay đang trong tay, muôn hoa thắm đón ta đến với Ngài. Ta nhìn nhau hứa trọn đời cùng nhau ta sánh vai, dù cho ngày tháng bao nhiêu âu lo, ta vẫn mãi tin chung đến suốt đời. Nhờ Thiên Chúa chúc phúc cho tình yêu này. Tạ ơn Chúa đã chúc phúc mối tình ta suốt quãng đường dài. Đôi lần hờn dỗi vu vơ cũng chỉ là thứ thanh. Nguyện xin Chúa mãi thương yêu hai ta đến cùng. Lời ca kết ước bằng chứng tin yêu trong ân huệ Ngài ban. Ngày ta hạnh phúc tay đang trong tay, muôn hoa thắm đón ta đến với Ngài. Ta nhìn nhau hứa trọn đời cùng nhau ta sánh vai, dù cho ngày tháng bao nhiêu âu lo, suốt đời. Nhờ Thiên Chúa chúc phúc cho tình yêu này. Ngày ta hạnh phúc tay đang trong tay, muôn hoa thắm đón ta đến với Ngài. Ta nhìn nhau hứa cho đời cùng nhau ta sánh vai, dù cho ngày tháng bao nhiêu lo, chung đến suốt đời. Nhờ Thiên Chúa chúc phúc cho tình yêu này. Nhờ Thiên Chúa chúc phúc cho tình.
trước khi cử hành thánh lễ, con xin được trân trọng gửi lời chào tới quý cha, quý cụ, quý bà của toàn thể anh chị em bằng một tràng vỗ tay thật là rộng rãi cho tình thứ và tình thân. Thật là một vinh dự đối với con, bởi con không phải là cha xứ, nhưng hôm nay đã được sự ủy quyền của cha xứ Phêrô Bái Đô và con được cử hành thánh lễ này. Xin anh chị em hãy dành một tràng vỗ tay để tỏ lòng cảm ơn cha xứ Phêrô. Hiện diện trong thánh lễ hôm nay còn có một vị rất đặc biệt, đó là cha quản hạt của giáo hạt Lý Nhân. Chúng ta cũng hân hoan chào đón ngài một tràng vỗ tay nhé. Chúng ta dành một tràng vỗ tay chào cha phó giám đốc, cũng là cha phó giáo xứ Sở Kiện nữa, còn một tràng vỗ tay. Một tràng vỗ tay của hai cha phó, một cha phó xứ Bách Xuyên thường trực thành lập và một cha phó của giáo xứ An Phú thường trực Đình Đồng. Chúng ta cũng hân hoan chào đón các bạn một tràng vỗ tay. Một tràng vỗ tay để hân hoan chào đón các cụ, cô, các bà và toàn thể anh chị em. Vâng, trước hết đó là tâm tình tạ ơn. Tạ ơn ai? Thưa tạ ơn Chúa, vì mọi sự đều bởi Chúa mà ra. Nếu mà không có Chúa và không có ơn của Ngài, chắc chắn không có cái buổi hạnh ngộ trong cái nhà nguyện thật đặc biệt này để chúng ta sắp sửa cử hành thánh lễ để cầu nguyện cho trước hết đó là mọi người sống đời sống gia đình. Bởi chúng ta đang sống trong tháng kinh thánh giáo gia đình, và đặc biệt chúng ta hãy cầu nguyện cho các gia đình trẻ ngày hôm nay, và cách đặc biệt nữa chúng ta hãy cầu nguyện cho những người anh chị em của chúng ta, cũng như cho những người con cháu của chúng ta, đó là anh Doan Việt và chị Maria Khánh. Bởi trong thánh lễ này chính Chúa sẽ ghi nhận và có sự chứng kiến của mỗi người chúng ta, và qua thánh lễ này anh chị chính thức trở thành vợ chồng của nhau, trong giáo hội sẽ có thêm thành viên một gia đình mới nữa. Chúng ta hãy cầu nguyện cách đặc biệt cho các anh chị. Rồi cũng đang trong tâm tình của những ngày đầu năm mới tân lịch, chúng ta cũng dâng thánh lễ này để cầu nguyện xin ơn Chúa xuống muôn phúc lành cho từng gia đình cũng như từng người chúng ta, được ơn đức tin, được ơn mạnh sức về thể xác, thế rồi có những công ăn việc làm ổn định để chúng ta tiếp tục vừa chu toàn sống ơn gọi làm của con người, vừa là ơn gọi của một người Kitô hữu nữa. Đó là những tâm tình mà chúng ta rất cần có trong thánh lễ hôm nay. Và đương nhiên ngoài tâm tình tạ ơn tri ân Chúa, chúng ta nhất là đôi bạn cũng có tâm tình để tri ân tổ tiên, bởi không có tổ tiên không có ông bà, không có cha mẹ thì chắc chắn không có đôi bạn hôm nay. Rồi chúng ta đến đây cùng chung tâm tình tạ ơn và chúng ta cũng chia sẻ niềm vui, như Thánh Phaolô nói, anh em vui với người vui. Đó là những cái ý nghĩa căn bản của cái ngày mà chúng ta quy tụ nơi đây. Và với tất cả những tâm tình trên, giờ đây chúng ta cùng bước vào thánh lễ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ơn sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn công nghiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em và ở cùng cha. Để những tâm tình và ước nguyện chúng ta dâng lên Chúa hôm nay được đẹp lòng Chúa, giờ đây xin mỗi người chúng ta hãy dành trong giây lát kinh lặng để chúng ta xin Chúa tha thứ tất cả những lỗi lầm, những khuyết điểm mà chúng ta đã xúc phạm đến Chúa và đến nhau. Vinh danh Thiên Chúa trên cánh tầng trời. Oh,
ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, hôm nay anh Doan Nguyễn Văn Việt và chị Maria Phạm Thị Khánh tới đây để kết hợp với nhau nhờ bí tích hôn phối. Xin cho anh chị ngày thêm vững mạnh trong đức tin mà anh chị tuyên xưng, và cho con cái anh chị sinh ra sau này cũng trở nên những người tín hữu để hội thánh được thêm phong phú. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Chúa là Thiên Chúa phạt con người ở một mình không tốt, ta sẽ nẻ mò ó của thực tài tương xứng với nó. Vậy Chúa là Thiên Chúa lấy vùng đất tạo ra mọi thú vật ngoài đồng và chim bay trên trời, đoạn dẫn chúng đến cùng Adam để xem ông gọi chúng là gì. Adam gọi sinh vật thế nào thì đó là tên nó. Adam đặt tên cho mọi thú vật, mọi chim trời và mọi thú vật ngoài đồng, nhưng Adam không tìm được một thực tế tương xứng với mình. Vậy Chúa là Thiên Chúa cho Adam ngủ mê. Khi ông đang ngủ, Chúa lấy một xương sườn của ông rồi đắp thịt lại. Từ xương sườn mà Chúa là Thiên Chúa lấy từ Adam, Ngài làm ra người đàn bà và dẫn nàng đến cùng Adam. Adam nói: nàng là xương lấy từ xương tôi và thịt lấy từ thịt tôi, nàng sẽ được gọi là đàn bà vì được lấy ra từ đàn ông. Vì lẽ đó, người nam lìa cha mẹ mình để gắn bó với vợ mình, và hai người sẽ thành một thân xác. Đó là lời Chúa. Suốt đời ngày cao
cho con gia đình, có nhà, có cha mẹ, niềm vui con sẽ lãnh nhận. Dừng xây mai ấm lâu bền, tình yêu mãi thắm tươi màu. Cùng ca khen Chúa phúc cho đời con. Khi ấy có những người Pharisêu đến gần Chúa Giêsu để thử người. Họ nói: người ta có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do gì không? Người đáp lại: các ông chẳng đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu, tạo hóa đã dựng nên con người có nam có nữ, và Ngài phán: bởi thế người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác. Như thế họ không còn là hai nhưng là một thân xác. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly. Đó là lời Chúa. Lời Chúa vì tôi. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, trong mấy phút ngắn ngủi này, con xin phép quý cha và cộng đoàn không trực tiếp cắt nghĩa về chính lời Chúa qua ba bài đọc hôm nay, nhưng dưới ánh sáng lời Chúa, con xin có một vài tâm tình
xin được chia sẻ với xét về phương diện gia đình thì gọi là hai cháu, xin có một vài tâm tình để căn dặn các cháu. Trước hết chúng ta thấy hai cháu này được lành thánh lễ trong khung cảnh rất là đặc biệt, không phải là nhà thờ mà là nhà phục vụ của giáo xứ. Đây cũng là một cái dấu ấn khó quên trong đời của hai cháu, thế cho nên là phải ghi được quên. Ban nãy tôi có sáng kiến là chưa bước vào lễ còn mấy phút nữa tôi bảo tranh thủ chụp lấy một kiểu ảnh nhà thờ đang xây này, cũng là một cái ghi dấu đặc biệt. Rồi thánh lễ hôm nay lại được cử hành trong cái khung cảnh của tháng kính thánh gia và gia đình. Không có bà biết tháng riêng hàng năm là tháng kính thánh gia và gia đình là để mời gọi chúng ta làm gì, có biết không? Không có bà. Đó là để thứ nhất là mời gọi mỗi người chúng ta, đặc biệt những ai sống đời sống gia đình, hãy nhìn vào tấm gương sáng của gia đình thánh gia. Gia đình thánh gia gồm có Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse, để chúng ta noi gương và bắt chước tất cả mọi người, dù là ông hay bà, dù là vợ hay chồng, hay là những người con, thì đều được mời gọi nhìn vào gương của Chúa Giêsu. Cách riêng những người cha, những người chồng, người bố được mời gọi nhìn vào gương mẫu của Thánh cả Giuse, và những người bà, người mẹ và người vợ thì được mời gọi nhìn vào mẫu gương của Đức Mẹ. Chắc chắn là ngồi đây ai cũng thuộc cái bài hát ngoài đời các em bé học sinh hay hát đấy, ba ngọn nến, đúng không? Ba là cây nến gì? Không có bà trả lời to ra là ba là cây nến gì? Mẹ là cây nến gì? Con là cây nến gì? Đấy, nhưng mà ba cây thắp sáng một gia đình. Xanh thì có nhiệm vụ của chức phận của màu xanh, màu vàng, mỗi người một màu, nhưng mà trong một gia đình thì hợp nhất lại để luôn luôn phải được thắp sáng một gia đình. Đấy, cho nên là tất cả được mời gọi nhìn vào gương mẫu của gia đình thánh gia. Rồi cũng để cầu nguyện cho các gia đình nữa. Chúng ta biết là trong cái lễ thánh gia vừa rồi cũng là lần đầu tiên Đức Tổng cho phép được cử hành lễ thánh gia để cầu nguyện cho các gia đình trong tổng giáo phận Hà Nội của chúng ta, và được tổ chức ở sự kiện. Anh chị em ở Bái Đô này cũng được đi học. Chúng ta lắng nghe trước thánh lễ, Đức Tổng cũng đã dành gần một tiếng để chia sẻ và nói lên ý nghĩa tầm quan trọng, và cũng nói lên cái thực trạng của các gia đình trên toàn thế giới ngày hôm nay, và cách riêng là các gia đình Công giáo. Và tôi không được đi dự, nhưng mà qua xem lại thì Ngài cũng đúc kết và Ngài trích từ những thông tin nọ, thông tin kia, và cho thấy rằng là cái tỷ lệ ly dị ngày hôm nay mỗi năm không phải là giảm đâu anh chị em, mà mỗi năm càng đi càng tăng, và trong đó có cả những gia đình công đình Công giáo chúng ta. Thế cho nên ngoài việc chúng ta được mời gọi chiêm ngắm gia đình thánh gia, thì chúng ta cũng được mời gọi cầu nguyện cho những ai đang sống ở gia đình, nhất là những gia đình trẻ. Và cách đặc biệt nữa đó là cầu nguyện cho những gia đình đang bị phân ly, đang bị có thể là ly thân, và nhiều gia đình đang ở trong tình trạng ly dị. Anh chị em thấy là ly thân và ly dị nó khác nhau đấy. Ly thân có nghĩa là còn hy vọng là trở về, nhưng mà ly dị thì có thể là đã ra tòa. Thế cho nên cả hai thì đều được mời gọi cố gắng trở về. Và như bài tin mừng hôm nay chúng ta thấy câu kết ấy, sự gì mà Thiên Chúa đã kết hợp thì loài người không được phân biệt phần lì. Thế cho nên hai cháu hôm nay được thứ nhất là hai cháu chọn, thế rồi được sự thống nhất của hai gia đình, và nhất là được sự đồng ý của cha xứ đã sắp xếp để các cháu hôm nay được cử hành thánh lễ trong cái khung cảnh của tháng kính thánh gia và gia đình. Đấy, để các cháu ý thức được điều đó. Rồi phần đấy tôi có chép
thông tin của hai cháu và gia đình vào sổ hôn phối của giáo xứ thì thấy là đây cũng là tôi đầu tiên của năm mới dương lịch, đúng không cha Phêrô, đúng không? À, đấy. Cho nên cũng là một điểm đặc biệt nữa. À, rồi các cháu nhìn xuống và xem, ngoài sự hiện diện của cha quản hàng, của quý cha, của quý cụ, quý ông bà, tuổi này và thời tiết này đáng nhẽ là ở nhà, có thể là quây quần bên con cái, cháu chất gia đình nhà mình để tâm sự, chia sẻ những câu chuyện vui buồn trên cuộc sống, hoặc là có thể đi nhà thờ ở xứ họ mình, hoặc là có thể đang ngồi xem TV, nhưng mà tất cả đã bỏ lại hết, ngay kể cả từ cha quản đạo đến các cha. Thế nên là các cháu phải ghi nhớ cái hình ảnh này để sau này ông cũng nói thật luôn là không phải lúc nào cũng ngồi bên cạnh thế này, và không phải lúc nào cũng có hoa cành ngực hay là mặc váy mặc áo đẹp như này đâu, mà sau ngày lễ cưới hôm nay và một vài ngày tới đó là ngày tổ chức là đẹp lắm. Đây, tôi có thể là sau ngày cưới là hai cháu có chương trình đi tuần trăng mật ở đâu đó, đúng không? Nhưng mà hết tuần trăng mật thì bắt đầu là về quần ống thất ống cao, bắt đầu bổ bò, bắt đầu là đi tìm bò, đúng không nào? Đấy, để có máy bò. Đấy, thế rồi cũng có lúc thì mua bò dễ, nhưng mà cũng có lúc thì không tìm ra bò để mà mai thịt. Đấy, thì chúng ta thấy là cuộc sống không phải lúc nào nó cũng như thế này, nên là các cháu cũng phải xác định rõ đấy là cuộc đời và trong ơn gọi và đời sống vợ chồng là như vậy đấy. Thế thì làm sao để mà có thể dung hòa và giữ được cái tâm trạng đấy, có quả là không dễ chút nào. Đấy, tí nữa các cháu tự đọc cái câu hứa trước mặt Chúa, trước mặt mọi người, đó là gì? Nhận của nhau làm vợ làm chồng và hứa sẽ giữ lòng trung thủy với nhau, đúng không nào? Tiếp theo là cái gì? Khi thịnh vượng cũng như lúc gì? Gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời anh và suốt đời gì? Ngày trước thì thưa anh chị em, trong những dịp này đấy, hoặc là ngày cưới thì họ hay chúc cho nhau, chúc cho hai cháu, chúc cho hai con, chúc cho hai bạn, đó là sống cái gì nhỉ? Cho đến đầu bàn răng thì thằng Long để cải thiện. Nhưng ngày nay cái câu chúc đó không phù hợp nữa rồi, đúng không nào? Đấy, mà phải là chúc cho nhau trọn gì? Trọn đời. Trọn đời không có bạn biết rồi thì không biết là trong cái dịp lễ thánh gia vừa rồi ở giáo xứ Bái Đô đây có đôi nào kỷ niệm 50 năm hoặc trên 50 năm không? Đấy, nhìn lại cái chặng đường 50 năm sống bên nhau đấy, không phải là dễ đâu mà được ở bên nhau. Thế cho nên là chúc cho nhau trọn đời. Trọn đời đây có nghĩa là 10 năm, 20 năm, 30 năm hoặc nhiều hơn nữa. Rồi có một người đi trước thì mới có thể cắt đứt được cái dây hôn phối đó. Còn xin anh chị em nhớ cho rõ, luật Chúa, đạo Công giáo chúng ta là một vợ một vị, một chồng. Như hôm nay tin mừng Chúa Giêsu tái khẳng định lại đó là sự gì Thiên Chúa đã kết hợp thì loài người không được phân ly. Thế cho nên ông ấy nhắc lại là để nhìn xuống thì thấy rằng là có rất nhiều các ông các bà đấy, vì Chúa, vì các cháu mà hôm nay thời tiết mưa rét đấy, mà câu ta bà đến đây để làm gì? Để cầu nguyện cho các cháu, và cũng chỉ mong các cháu sống với nhau, yêu thương nhau và sống với nhau trọn đời. Ngoài câu các bà còn có biết bao nhiêu cô dì chú bác, rồi các mối thân quen, rồi cộng đoàn giáo dân cũng về đây để tham dự. Phần đấy thì mấy cha cũng ngó bố mẹ cháu viện cũng rồi mời các cha ngó cái phòng tổ chức mai kia, ngày kia chủ nhật đám cưới có bảo, cái phòng đây phòng đẹp lắm, thế từ cổng vào đã trang trí rất đẹp, và khi vào tôi nhìn thấy cộng đoàn phục vụ rất là đông, tham dự rất là sốt sáng, tôi sợ luôn. Đấy, tôi sợ cái gì không có bà biết không? Đấy, hôm nay có sự hiện diện đông đảo của các cha, của mọi người, trang hoàng rất là đẹp, từ nhà tổ chức cho đến cha xứ với cộng đoàn giáo xứ ở đây trang trí cho các cháu ấy. Thế mà nếu mà đứt quang giữa đường thì thôi đấy, chắc chắn ông không dám thò mặt lên cái xứ Bái Đô này nữa. Đấy, nên là đấy, từ những cái hình ảnh, từ những cái tâm tình, từ những cái ngữ cảnh đấy, thời tiết này, thế rồi thời gian này, ý nghĩa
các cháu hãy nhớ đấy, cho dù là như ông ấy nói đấy, không phải đời sống vợ chồng lúc nào cũng như hôm nay đâu, mà luôn luôn nó có sự thay đổi. Vậy thì làm sao mình có thể thích ứng và duy trì được đấy, đó là cái điều mà hai cháu phải cố gắng. Ngoài cái sự cố gắng của bản thân là hai cháu rồi đấy, hãy vì nhau, thế rồi sau một năm hay là hơn, các cháu là có con, còn vì con cái nữa, thế rồi là vì Chúa mà tôi phải yêu vợ, vì Chúa mà tôi phải yêu chồng. Chứ còn nếu như gặp những lúc khó khăn, trở ngại, bế tắc mà mình không biết bám chặt vào Chúa mà chỉ cậy vào sức mình thôi thì chúng ta dễ bỏ cuộc lắm. Thế cho nên là hãy vì nhau, vì gia đình, vì con cái, thế rồi vì Chúa đã đóng ấn, và vì cái khung cảnh ngày lễ hôm nay các cháu phải nhớ có sự hiện diện của cha quản hạt, có sự hiện diện của quý cha, có sự hiện diện của quý ông bà anh chị em, có sự hiện diện của cộng đoàn. Thế rồi bố mẹ các cháu trong những ngày vừa qua và ngày hôm nay và những ngày sắp tới lo công việc đại sự cho các cháu đấy, thì phải nhớ những cái công ơn mà từ quý cha, quý ông bà và mọi người đã dành cho các cháu, thì các cháu hãy cố gắng đấy để mà cố gắng sống. Trong tháng Thánh Gia này, ở trên này có đọc cái Kinh Thánh Gia dài không? Kinh Thánh Gia dài có một cái câu là gia đình có Chúa thì mọi sự sẽ êm xuôi, mà thiếu Chúa thì sẽ gặp nhiều thất bại và đổ vỡ. Thế cho nên cần và rất cần lắm đó là Chúa hiện diện trong gia đình nhà mình và ơn của Ngài phù trợ cho nữa, thì mới có thể hy vọng các gia đình nói chung, đặc biệt là gia đình của hai cháu hôm nay. Thay lời cho hai cháu chưa là tuy rằng là thánh lễ chưa kết thúc đâu, thế nhưng mà cô xin được mạn phép để thay lời cho hai cháu cũng như là cho bố mẹ của hai cháu xin hết lòng cảm ơn chết nhất là cho sứ Phêrô, cảm ơn sự hiện diện của cha quản hạt, của quý cha, của quý ông bà anh chị em. Thế như tôi vừa nói, tất cả là vì Chúa, vì hai cháu mà hôm nay chúng ta đã về đây. Xin được chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý cha cũng như quý ông bà anh chị em, và xin tiếp tục cầu nguyện cho nhau, đặc biệt là cho gia đình hai cháu hôm nay và giờ đây trước mặt Thiên Chúa, trước mặt cộng đoàn, chính hai cháu sẽ là người cử hành và nói lên cái lời cam kết. Xin Chúa đón nhận và ban ơn quý nhân dân đỡ để gia đình hai cháu luôn có Chúa hiện diện và cuộc sống được bình an. Giờ đây xin mời hai cháu và hai người đồng chúng đứng để chúng ta bắt đầu bước vào nghi thức. Các con rất thân mến, các con cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn kết hôn của các con được Chúa củng cố bằng một ấn dấu linh thánh. Trước mặt thừa tác viên của Hội Thánh và Cộng đoàn, Đức Kitô giang vòng tay ban phúc lành cho tình yêu phu phụ của các con và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho các con nên phong phú và vững mạnh, giúp các con mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhiệm những trách nhiệm khác của hôn nhân như chính người đã dùng bí tích thanh tẩy mà thánh hiến các con. Bởi vậy trước mặt Hội Thánh, cha hỏi các con về ý định của các con. Anh Doan Nguyễn Văn Việt và chị Mania Phạm Thị Khánh đến đây để kết hôn với nhau, các con có bị ép buộc không? Thưa cha con không. Thưa cha con không. Các con có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa cha con có. Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa cha con có. Thưa cha con có. Các con có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Thưa cha con có. Vậy bởi vì các con đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, các con hãy nắm tay nhau
và nói lên sự ưu thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và hội thánh người. Anh là do An Nguyễn Văn Việt, xin nhận em Maria Phạm Thị Bảo Khánh làm vợ của anh và hứa sẽ giữ lòng trung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Em là Maria Phạm Thị Bảo Khánh, xin nhận anh Doan Nguyễn Văn Việt làm chồng của em và hứa giữ lòng trung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn y, sự ưng thuận anh chị vừa tỏ bày trước mặt hội thánh, và xin Chúa tuôn đổ phúc lành của Ngài trên các con, sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly. Nào ta chúc tụng Chúa. Xin Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn này mà các con sắp trao cho nhau làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy. Em Maria Phạm Thị Bảo Khánh, xin em hãy nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của anh, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Vâng, kính thưa cộng đoàn, chỉ mấy phút ngắn ngủi thôi nhưng đã nói lên ý nghĩa của bí tích hôn nhân do chính Chúa Giêsu thiết lập, và chính anh chị vừa đọc rất là rõ và bằng chứng của những lời thề hứa đó là anh chị trao nhẫn cho nhau. Như vậy, kính thưa cộng đoàn, từ giờ phút này trở đi trước mặt Chúa và trong lòng giáo hội cũng như xã hội, anh chị đã chính thức trở thành vợ chồng của nhau. Giáo hội cũng như xã hội có thêm một gia đình mới. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện và đồng hành cũng như nâng đỡ gia đình mới này, và để chia sẻ cái niềm vui người anh chị em chúng ta chính thức bước vào đời sống gia đình. Chúng ta hãy dành cho anh chị một tràng pháo tay thật là vào đây. Cộng đoàn phục vụ thân mến, Thiên Chúa là tình yêu. Trong ý định tạo dựng của Ngài, Thiên Chúa đã muốn chúc lành cho đời sống hôn nhân và gia đình. Hôm nay, chia vui với anh Doan Nguyễn Văn Việt và chị Maria Phạm Thị Bảo Khánh trong ngày thành hôn, chúng ta cùng dâng lên Chúa lời tạ ơn và nguyện xin. Trong ý định yêu thương cứu độ của Chúa, Chúa đã thiết lập và tái tạo đời sống các gia đình. Xin Chúa lắng nghe lời con cái nguyện xin.
mà tuôn đổ muôn ơn lành trên gia đình anh chị cùng toàn thể các gia đình Kitô giáo, hầu đời sống các gia đình trở nên khí cụ làm sáng danh Chúa trong thế giới hôm nay. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin cho đời trăm năm luôn sáng ngời.
hãy cầu nguyện để hy tế của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận nghi lễ khỏi tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và hiệu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận những của lễ chúng con vui mừng dâng hiến. Chúa đã dùng bí tích hôn nhân liên kết anh Doan Việt và chị Maria Khánh nên một. Xin cũng lấy tình phụ tử mà âu yếm giữ gìn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Cha đã lập giao ước mới với dân Cha nhờ mầu nhiệm Đức Kitô chịu chết và sống lại. Cha cứu chuộc và cho họ tham dự vào thần tính để cùng với người họ thừa hưởng vinh quang trên trời. Cha dùng hôn nhân giữa hai người nam nữ để nói lên lòng yêu thương quảng đại của Đức Kitô. Nhờ đó, bí tích đang cử hành nhắc chúng con nhớ tới chương trình kỳ diệu Cha muốn thực hiện vì yêu thương chúng con. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con ca ngợi Cha và không ngừng tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hoa điên của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ và nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa,
khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã tuyên cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con ta thiết đài xin Chúa cho chúng con khi tông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giám Mục Giuse và toàn thể hàng giáo sĩ. Trong giây phút đặc biệt và linh thiêng này, chúng ta hãy dành mấy giây lát trong kinh lặng để cầu nguyện cho các gia đình trên toàn thế giới, các gia đình Công giáo, đặc biệt là các gia đình trong giáo xứ Bái Đô. Và cách riêng nữa, tôi cầu nguyện cho gia đình mới của anh Việt và chị Khánh. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ cho niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bản trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha tòa hoàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể Đức Người dạy, chúng ta dâng nguyện rằng lạy Cha chúng con ở trên trời, xin Cha trên trời cho đôi tân hôn sắp lên bàn thánh dự tiệc mình và máu Đức Kitô được tha thiết yêu nhau mãi mãi. Lạy Cha chí thánh, Cha tác tạo con người giống hình ảnh Cha và dựng nên họ có nam có nữ, là phối hợp cả hai thành một về tinh thần cũng như thể xác, để vợ chồng cùng nhau chu toàn nhiệm vụ ở trần gian. Lạy Cha là Thiên Chúa hằng hữu, để mặc khải chương trình yêu thương của Cha, Cha đã lấy tình yêu phu phụ làm biểu hiệu giao ước Cha sẽ ký kết với dân riêng. Như vậy, nhờ sống đầy đủ ý nghĩa của bí tích, đôi tân hôn diễn tả được mầu nhiệm Đức Kitô kết hợp với Hội Thánh. Vậy giờ đây, xin Cha giơ tay uy quyền che chở phù trì anh chị. Lạy Cha, xin cho hai người vừa cùng nhau cử hành bí tích hôn nhân biết chia sẻ cho nhau nhiều hồng ân mà vì yêu thương Cha đã ban tặng, và khi người này tỏ cho người kia thấy mình là dấu chỉ sự hiện diện của Cha, cả hai đều nên ý hợp tâm đầu.
xin Cha cũng cho họ biết tự tay nuôi sống gia đình họ vừa gầy dựng, biết giáo dục con cái theo tinh thần tin mừng, hầu chuẩn bị cho chúng mai sau được nhận vào gia đình Cha trên trời. Xin Cha tuôn đổ muôn phúc lành xuống trên chị Maria Phạm Thị Ngọc Khánh, giúp chị biết chu toàn nghĩa vụ làm vợ và làm mẹ, biết trong rồi tiết hành, lấy tình yêu thanh khiết mà làm cho gia đình ngày thêm ấm cúng, lấy khả ái hiền hòa làm rạng rỡ gia phong. Xin Cha cũng ban cho anh Doan Nguyễn Văn Việt muôn ơn phúc bởi trời, giúp anh chu toàn một cách xứng đáng nhiệm vụ của một người chồng trung thủy và một người cha tài đức khôn ngoan. Lạy Cha Chí Thánh, xin cho hai người vừa thành hôn trước mặt Cha đang khao khát tiến lên bàn thánh, mai ngày được hân hoan dự tiệc nước trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chúa ơn Thiên Chúa, đấng xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa ơn Thiên Chúa, đấng xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa ơn Thiên Chúa, đấng xa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đàn Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Lord,
chiều hôm nay tiếng hát bay cao quỳ bên nhau trước đấng tối cao hứa yêu nhau trao câu thề chung sống trọn đời rồi mai đây kiếp sống có đôi đời buồn vui mãi mãi bên nhau khấn xin mẹ thương dắt dìu tình yêu dâng cao tay đan tay nhịp bước đi trên đời xin yêu thương hạnh phúc đến cho người người em anh yêu người em anh mến mẹ ơi trông đến như chim kia nhịp cánh trên mây ngàn đôi tim con hòa khúc hát huy hoàng trọn đời yêu nhau dù bao gian khó có mẹ đừng lo chiều hôm nay tiếng hát bay cao quỳ bên nhau trước đấng tối cao hứa yêu nhau trao câu thề chung sống trọn đời rồi mai đây kiếp sống có đôi đời buồn vui mãi mãi bên nhau khấn xin mẹ thương dắt dìu tình yêu dâng cao mai sau đây gặp lúc phải âu sầu xin cho con đừng thế dễ quên lời lời thề hôm xưa cùng người yêu dấu tình thương tha thứ hay khi nào hạnh phúc đến dâng đầy xin cho con đừng thế dễ quên lời lời ca tri ân nhờ mẹ thương đến chớ che đời con xin yêu thương hạnh phúc đến cho người người em anh yêu người em anh mến mẹ ơi trông đến như chim kia nhịp cánh trên mây ngàn đôi tim con hòa khúc hát huy hoàng trọn đời yêu nhau dù bao gian khó có mẹ đừng lo mai sau đây gặp lúc phải âu sầu xin cho con đừng thế dễ quên lời lời thề hôm xưa cùng người yêu dấu tình thương tha thứ hay khi nào hạnh phúc đến dâng đầy xin cho con đừng thế dễ quên lời lời ca tri ân nhờ mẹ thương đến chớ che đời con